Xin chào tất cả mọi người, lại là Lưu Việt Hùng đây. Hôm nay trong một ngày buổi chiều chủ nhật, nắng đẹp, hôm vừa đi Costco xong. Costco là một trong những cái chợ giống như là chợ bán xỉ vậy đó. Wait. Bây giờ sẽ mời tất cả mọi người cùng với Hùng khám phá Main Street, một trong những con phố cổ của thành phố Garden Grove. Ngày mai họ đóng đường lại, đang có một cái chợ. Chúng ta cùng qua bên đó xem có gì vui nhé. Đây đó. Đây là con đường Main Street, gọi là phố cũ đó, một trong con phố cổ của thành phố Garden Grove, đối diện ngay với lại Costco, là một trong những cái nơi mà bán xỉ. Ai mà mua số lượng lớn thì sẽ rất là có lợi. Những người Việt Nam mình mà chuẩn bị về Việt Nam để thăm người thân thì hay ghé Costco để mua thuốc men về cho người thân. Đó, đây là con đường Main Street. Ngày hôm nay con đường Main Street này đang có rất nhiều những cái xe bán hàng hóa. Không nhớ không nhầm thì vào những ngày chủ nhật con đường sẽ được đóng lại, giống như thành một cái chợ vậy đó. Trước khi đi chợ thì đây mọi người nhìn thẳng qua, từ Main Street nhìn thẳng qua là Costco. Đây, Costco là một trong những cái nơi mà như Hùng vừa chia sẻ, bán đầy đủ tất cả các mặt hàng cho những người mà member. Bước vào đây, ngay đầu đường là những cái xe thức ăn thức uống hấp dẫn ha. Đó, rất là ngon lành. Có fan fry, có khoai tây chiên. Đó. Bên này là ở New York Delicatessen on Broad. Ngon quá ha. Em chó dễ thương quá này. Bên này là thức uống, nước ép trái cây. Tranh thủ một giây quảng cáo, đây là studio của nhiếp ảnh gia Huy Khiêm, một trong những nhiếp ảnh gia hay chụp các tấm hình cho các nghệ sĩ của Trung tâm Thúy Nga ở đây. Địa chỉ này 12955 này, đường Main Street luôn. Đó. Trên con đường này thì hấp dẫn quá này, logo hấp dẫn quá này. Trên con đường này thì cũng có một cái quán cà phê Phúc Long cũng rất là nổi tiếng. Phố cổ của Mỹ nhưng bây giờ thì người Việt Nam thì vào đây đã mở quán rất là nhiều, thuê lại mặt bằng mở quán rất là nhiều. Bên này là quán cà phê Phúc Long đây mọi người này. Đấy. Phúc Long là một trong thương hiệu trà rất nổi tiếng ở Việt Nam đúng không? Đấy, cà phê Phúc Long đây. Phúc Long mà chắc nhiều người review rồi chứ không review nữa. Chúng ta bắt đầu đi chợ nhá. Đó, bên này bán những cái cây, bán những cái vòng. Đẹp chưa? Bán những cái ống hút, những cái ly nước Phúc Long. Nó giống như kiểu chợ trời vậy đó mọi người. Dễ thương không? Rất là cute luôn. Wow, đẹp quá. Bán cái đồ mà thủ công gì đó, gọi là thủ công mỹ nghệ. Còn bán popcorn này, bán bỏng ngô này. Bình thường thì cái con đường này còn trưng những cái xe cổ rất là đẹp. Mình nhìn xe cổ này. Được chưa? Bà kia đang có một cái event gì đây nè. Đang có event. Đang có hát hò luôn. Oh, Elvis. À, ngày hôm nay giống như ngày mà hình như là tưởng nhớ đến với lại một trong những tượng đài của âm nhạc, đó là Elvis Presley. Ồ, cái xe cổ đẹp nè mọi người. Đang có một nghệ sĩ giả Elvis Presley giống bất trời. Ồ, cái xe cổ này. Rồi, mình sẽ đi tiếp, từ lát nữa mình sẽ vòng lại ha. Nè, hình ảnh nè. Ôi đẹp quá. Hình hay luôn.
Elvis Presley đẹp quá. Rất là đẹp luôn. Elvis Festival. Đây có thể nói là Elvis Festival. Đẹp quá. Trời ơi, hình ảnh Elvis Presley là một trong những biểu tượng huyền thoại của âm nhạc, không chỉ ở âm nhạc Mỹ mà của âm nhạc thế giới luôn rồi. Đẹp trai, hát hay, nhảy giỏi. Trời ơi, những cái xe này. Wow, đẹp quá. Trời ơi, cái xe này là gì đây? Nằm trong những cái xe đưa tiễn linh cữu của Elvis Presley. Hôm nay vô đây mới biết là Elvis Presley Festival. Giờ thì bắt đầu một số tiệm dẹp rồi sao trời. Đây cũng có một cái quán, một trong những cái bar mà của Việt Nam mình mà người rất yêu thích đây. Ông nằm trên các con đường bên này luôn. Đi dài xuống dưới là tí xíu nữa thì thiệt ra trong cái con đường này bây giờ là rất nhiều những cái cơ sở thương mại của người Việt Nam mình. Những quán ăn rồi những cái quán nước. Ở đây là có cả những bán những kia vật dụng trang trí đẹp quá trời này. Wow, đẹp quá. Yeah, đẹp quá. Like your glasses. Thank you. Hôm nay mình đeo cái kính này. Mấy bạn Mỹ, bạn gặp bạn nào cũng thích ấy. Kính chúng tôi kính thợ Hàn đấy đó. Đẹp chưa? Đây đồ thủ công. Y như kiểu như là đang đi lên miền núi vậy đó. Đây là con phố cổ mà thấy không? Nè. Không gian rất là đẹp luôn. Không gian nó từ ngày xưa người ta giữ lại y chang vậy đó. Ngày xưa những con phố là nhà nó vậy này, tựa vậy nè. Đây là một trong con hẻm. Thấy đẹp không? Con hẻm ngày xưa nó dạng vậy nè. Con phố cổ này người ta giữ lại gần như là tới 90%. Chỉ có một vài căn nhà nó cũ quá là người ta sơn phết lại thôi. Nhưng mà cái kiểu dáng hay là mọi thứ nó vẫn y chang như ngày xưa. Đó. Hôm nay thì tính là đi chơi thôi. Nhưng mà may mắn thì có event. Chương trình ngày hôm nay là để vinh danh Elvis Presley, huyền thoại âm nhạc của Mỹ cũng như của thế giới. Cái này là chắc là mới xây sau này rồi. Đây. Bên này là chắc là mới xây sau này rồi, nhìn rất là hiện đại nhưng mà vẫn xây theo cái kiểu như là theo cái kiến trúc ngày xưa. Dễ thương không? Con đường này là một trong những nơi mà hay tổ chức những cái event nhất. Hùng nhớ là có những cái tuần họ tổ chức giống như kiểu như là ai mà có những xe cổ đó, họ sẽ mang tới đây để họ triển lãm. Họ sẽ mang tới đây để cho mọi người có thể chụp hình, họ được ngắm những cái dòng xe cổ rất là tốt. Ở đây thì ngoài những cái gian hàng trưng bày những cái hình ảnh, những cái vật dụng mà họ tái hiện lại của đại danh ca Elvis Presley thì cũng có những cái gian hàng bán những cái đồ trang trí này kia thôi. Đó, giống như là ở đây là bán đồ đeo này, rất là đẹp nè. Đẹp thì là đẹp. Đó. Bên này là cũng là cà phê 102 của Việt Nam này. Đây, quán cà phê chủ Việt Nam luôn, 102. Trời ơi, đẹp quá nè. Ở đây có hình ảnh đoàn người. Hình như là này, cái dòng xe mọi người nhìn này, đoàn xe mà ngày mà đưa tiễn linh cữu của Elvis Presley, đẹp quá không? Dòng xe
vào ngày 16 tháng 8 năm 1977. Họ mất vào ngày Elvis Presley mất ngày 16 tháng 8 năm 1977. Ông được gọi là King of Rock and Roll, ông vua của dòng nhạc rock and roll luôn. Trời ơi. Tại Memphis, Tennessee, 80.000 khán giả. Trời ơi, 80.000 khán giả khắp mọi nơi trên toàn thế giới luôn. Thương tiếc ông, tưởng nhớ ông và đổ về để đưa tiễn ông. Wow. Quá tuyệt vời. Sẽ chỉ có một Elvis Presley trên thế giới này thôi, không có người thứ hai đâu. Chúng ta đã được nghe những cái bản nhạc bất hủ được đại diện Elvis Presley hát từ những người hâm mộ ông. Go!